Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Giô-đan trở về. Suốt 40 ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả. Và khi hết thời gian đó thì Người thấy đói. Bấy giờ quỷ nói với Người, nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi. Nhưng Đức Giêsu đáp lại, đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Sau đó quỷ đem Đức Giêsu lên cao và trong giây lát chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ, rồi nói với Người, tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này. Vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông. Đức Giêsu đáp lại, đã có lời chép rằng, ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi. Quỷ lại đem Đức Giêsu đến Jerusalem và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người, nếu ông là Con Thiên Chúa thì đứng đây mà gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn, lại còn chép rằng thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bấy giờ Đức Giêsu đáp lại, đã có lời rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi chờ đợi thời cơ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội cử hành thánh lễ Chúa Nhật thứ nhất mùa chay năm C. Và chủ đề của phụng vụ lời Chúa hôm nay nhắm cho chúng ta thấy, đặc biệt là bài tin mừng Chúa Giêsu chịu những cơn cám dỗ. Nhưng mà thực ra cái điều quan trọng hơn trong chủ đề của các bài lời Chúa ngày hôm nay lại nhắm đến một cái ý tưởng lớn hơn như thế. Tất cả những ai cậy trông vào Chúa thì sẽ được Chúa giải thoát, được Chúa cứu nguy. Hay nói một cách khác đi, những ai đặt tin tưởng nơi Chúa thì sẽ không bao giờ bị thất vọng. Ý muốn nói rằng là tất cả những cơn cám dỗ sẽ đến với cuộc sống của chúng ta, đến với Chúa Giêsu, nhưng mà tất cả những ai đặt tin tưởng nơi Chúa thì sẽ được Chúa giải thoát. Và ý chính của các bài đọc phụng vụ lời Chúa hôm nay nhắm đến chủ đề này, và chúng ta nhớ cái điều đó. Trước tiên để đi vài bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy nói về chuyện cám dỗ thì Chúa ơi, đúng không anh chị em? Chuyện xưa như trái đất, chuyện xưa như trái đất. Adam Eva ngày xưa trong vườn địa đàng đã phải chịu cám dỗ rồi. Ngay từ trong vườn địa đàng đã phải chịu ma quỷ cám dỗ rồi. Và câu chuyện cám dỗ là những câu chuyện xưa như trái đất vậy. Tuy nhiên chúng ta để ý bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy rằng những cơn cám dỗ, ba cơn cám dỗ của Chúa Giêsu với những chủ đề cụ thể, nó là bao hàm toàn bộ những cám dỗ đến với tất cả con chúng ta, đến với con người nói chung. Những cơn cám dỗ Chúa Giêsu phải chịu, nó là đại diện một cách đầy đủ cho tất cả những hình thức cám dỗ khác tấn công đời sống người Kitô hữu. Cái cám dỗ đầu tiên về cái thú, tức là thỏa mãn tức khắc mọi nhu cầu. Cám dỗ đầu tiên về cái thú ở trong con người, cái thú tính ở trong con người, tức là thỏa mãn tức khắc mọi nhu cầu. Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu vào trong hoang địa ăn chay 40 đêm ngày thì Người ăn không ăn gì cả, và hết thời gian đó thì Người thấy đói. Bấy giờ quỷ nói với Người, nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy truyền cho hòn đá này hóa bánh đi. Cơm tượng trưng cho những nhu cầu thiết yếu của con người. Nhu cầu của con người thì có rất nhiều và khuynh hướng ngày một gia tăng. Chúng ta biết nhu cầu con người rất là nhiều. Vì thế cơn cám dỗ thỏa mãn nhu cầu ngày càng lớn hơn.
Trong thế giới của chúng ta, một thế giới tôn vinh chủ nghĩa tiêu thụ, chúng ta đang sống có một khẩu hiệu của giới kinh doanh nói chung chung với ý như thế này: không có nhu cầu thì tạo ra nhu cầu. Tiếp theo đó là gì? Rồi nhu cầu sẽ phát sinh nhu cầu. Nếu không có nhu cầu thì sẽ tạo ra nhu cầu. Có nhu cầu rồi thì lại tăng thêm nhu cầu. Khẩu hiệu chung chung của giới kinh doanh như thế, nhưng mà thực ra nó không phải chỉ là khẩu hiệu của giới kinh doanh nói chung, nhưng mà thực ra nó cũng ám ảnh trong đời sống của chúng ta, nó cũng đi vào trong đời sống thường ngày của chúng ta đấy. Đôi khi có những cái chúng ta cũng tự tạo ra nhu cầu thôi. Tự tạo ra nhu cầu, không biết nó có cần thiết thực sự hay không, mình không biết, nhưng mình tạo ra nhu cầu. Nhưng khi đã có nhu cầu rồi thì nhu cầu lại phát sinh nhu cầu. Nó là như thế, nó là cái vòng luẩn quẩn của những nhu cầu cụ thể. Đức Giê-xu đáp lại con quỷ cám dỗ về cái nhu cầu mà cần phải thỏa mãn tức khắc đấy là cái gì. Đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Quỷ nó khôn lắm. Chúa Giê-xu đói đúng không? Một nhu cầu trước mắt khẩn thiết nhất là được ăn. Vậy đã, điều quan trọng nhất là được ăn. Mà đói thì được ăn là chuyện rất bình thường. Nhưng quỷ bảo Chúa Giê-xu điều gì? Quỷ bảo Chúa Giê-xu là hãy hóa những viên đá này thành bánh mà ăn đi. Điều đó rất bình thường, cần thiết phải làm như thế cũng được. Nhưng Chúa Giê-xu chống lại điều đó, phản đối điều đó, bởi vì Chúa Giê-xu bảo rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Đói là nhu cầu thực sự của Chúa Giê-xu, nhưng không nhất thiết phải thỏa mãn một cách tức khắc. Và đó là cái cơn cám dỗ thường xuyên của chúng ta. Những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày, nó đến với cơ thể, nó đến với tâm trí, nó đến với nhu cầu hàng ngày của cuộc sống mình. Nhưng mà chúng ta thường thường làm quá nó. Không nhu cầu thì tạo ra nhu cầu. Có nhu cầu lại phát sinh nhu cầu. Thế là chúng ta cứ rơi vào vòng luẩn quẩn, tìm mọi cách để thỏa mãn ngay tất cả những nhu cầu về thể xác, về con người của chúng ta. Và đó là điều Chúa Giê-xu chống lại. Bởi vì Chúa bảo rằng người ta không chỉ sống nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ lời miệng Thiên Chúa phán ra. Cơn cám dỗ thứ hai về cái lợi, tức là quyền lực thống trị. Cám dỗ thứ nhất về cái thú, tức là thỏa mãn tức khắc mọi nhu cầu. Điểm thứ hai là gì? Lợi, tức là quyền lực thống trị. Cơn cám dỗ thứ hai của ma quỷ quả là rất hợp lý. Ông Giê-xu ơi, ông muốn cứu độ con người phải không? Khỏi đi, khỏi phải chịu đau khổ, khỏi phải vác thập giá, khỏi phải chịu chết. Làm một điều thôi, cứ quỳ lại tôi thì tất cả các nước thế gian này và vinh hoa của nó sẽ thuộc về ông, bởi vì tôi có quyền trên nó. Tôi có quyền trên nó. Đã có lời chép rằng Đức Giê-xu trả lời con quỷ cám dỗ: ngươi phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, phải thờ phượng một mình người mà thôi. Sự tinh vi trong những lời đề nghị của ma quỷ quả là ghê gớm. Quả thật khao khát quyền lực thế gian, mà quyền lực càng lớn thì được cho là càng giá trị. Cám dỗ quyền lực thống trị ngày càng tinh vi hơn qua các cơ chế khác nhau, không chỉ là về tiền bạc, quyền lực, vị thế ở trong xã hội, nhưng các cơ chế này càng tinh vi hơn trong kinh tế, khoa học, chính trị, tư tưởng. Những cuộc chiến cám dỗ thống trị ngày càng êm đềm hơn, nhưng cũng ngày càng khốc liệt hơn, anh chị em. Có những tên bạo chúa trong lịch sử, và ngay trong thời hiện tại chúng ta cũng nhìn thấy những cái dấu ấn như vậy. Quyền lực thống trị thu gom vào trong tay nó quá nhiều, cho đến mức độ mà đam mê quyền lực. Đam mê thì nó dẫn rất dễ đến cái gì anh chị em? Đến say mê. Mà thường say mê thì là bắt đầu đến u mê. Đúng không anh chị em? Cái trình tự nó đi nó sẽ như vậy. Không còn cái tâm sáng suốt để nhìn nhận nữa. Khi mà cái đấy trở thành u mê rồi, cái khao khát quyền lực thống trị trở thành u mê rồi. Tuy nhiên những cơn cám dỗ đấy thì chúng ta thường thấy mà nó khá lớn.
những cơn cám dỗ thường ngày qua những quyền lực của kinh tế chính trị, những mối tương quan hàng ngày nó vẫn diễn ra anh chị em. Cám dỗ thống trị chưa bao giờ ngưng cả, nó xảy ra trong cả những mối tương quan gia đình, đôi lứa yêu đương, trong tình bạn, khi người khác không còn đủ không gian tự do để suy nghĩ và quyết định. Trong mối tương quan gia đình, trong tình bạn, trong tình yêu đôi lứa, người này làm cho người kia bị bó buộc, bị giam hãm cho đến mức độ không còn tự do suy nghĩ để hành động nữa. Đây là những cơn cám dỗ thường xuyên, và nó xảy ra thường xuyên, nó rất êm đềm. Chúng ta rất thích sai khiến người khác, đúng không anh chị em? Nhưng cẩn thận sẽ rơi vào cái bẫy của cái lợi, tức là cái quyền lực thống trị. Khoái lắm, mình thích lắm, mình thích điều khiển lắm. Mà điều khiển ngay cả những ai? Những người trong gia đình, bạn bè, là người yêu, trong tình yêu đôi lứa. Mình làm cho người khác phải lệ thuộc vào mình đến mức độ họ không còn tự do nữa, không còn tự do để quyết định được nữa. Đấy là thống trị đó, một dạng thống trị giữa người với người. Trong gia đình chúng ta cũng thấy chuyện này không? Có chứ. Bố mẹ dạy con cái thế nào đấy mà con cái không trưởng thành nổi, nó lúc nào cũng bị lệ thuộc. Trong tương quan đôi lứa cũng vậy. Không còn tự do để yêu thương và cống hiến, để trao hiến nữa. Nhưng mà bị lệ thuộc, dùng tiền bạc, dùng sắc đẹp, dùng mối tương quan, dùng những câu chuyện xấu để kìm hãm người khác, điều khiển người khác. Đấy là một dạng của thống trị đấy. Dạng của thống trị đấy. Cái khao khát ở trong lòng con người, nó cứ êm đềm như thế, nó tấn công chúng ta. Và nó biến chúng ta thành những kẻ độc tài, tuy không phải độc tài trong một quốc gia, nhưng độc tài trong gia đình, độc tài trong tình bạn, độc tài trong tình yêu đôi lứa luôn. Chúng ta cứ tưởng mình ở xa những cơn cám dỗ này, hóa ra nó đang rất gần chúng ta phải để ý. Cám dỗ cuối cùng, cái danh, muốn tìm kiếm những điều thần kỳ. Ngày nay người ta thích lắm anh chị em. Những nhóm lệch lạc về đạo Thánh Chúa của chúng ta đây này, những nhóm lệch lạc đấy, bắt đầu tự tách mình ra rồi tuyên bố chỉ hết người này đến kia là có quỷ ám, xong bắt đầu giải thích kinh thánh lung tung, xong bắt đầu thu hút cả những người mà lòng tin yếu kém theo họ. Đấy, muốn tìm những điều thần kỳ. Ngày nay cứ cái gì giật gân thần kỳ ở trên mạng thì được view, được like khủng khiếp. Người ta khoái vô cùng, thích lắm. Ở chỗ nào bảo là có phép lạ là thôi cứ ùn ùn kéo đến. Trong khi đức tin tinh tuyền của mình thì không chịu bồi đắp, bồi dưỡng nó. Nó khoái nhìn phép lạ. Chẳng khi nào như thời đại này, người ta thích thần kỳ, sự lạ, những điều kinh thiên động địa càng thích. Mà hình như càng phủ lên những màu sắc u linh trong các câu chuyện, trong các video đăng trên mạng đó, người ta lại lao nhao vào xem lấy xem để. Cơn cám dỗ thứ ba, ma quỷ muốn Chúa Giêsu làm y như thế. Chúng ta xem, nếu ông là con Thiên Chúa thì đứng đây mà gieo mình xuống đi. Đấy là cám dỗ thách thức Đức Chúa. Giống hệt cám dỗ ma quỷ đã từng làm với Adam Eva. Giống hệt cái cám dỗ cuối cùng này, giống hệt như vậy. Với cơn cám dỗ thứ ba, ma quỷ đẩy con người vào vòng nô lệ cho cuồng vọng. Điên cuồng đến chống lại Thiên Chúa, dùng Thiên Chúa để phục vụ cho những ước vọng ngông cuồng của bản thân. Adam Eva muốn dùng Thiên Chúa như vậy đó, để được bằng Thiên Chúa luôn, tức là cuồng vọng. Trong khi đó, tư cách của chúng ta là ai? Là con chứ không phải là cha. Chúa Giêsu luôn luôn sống với cha trong tâm tình con thảo, vâng phục, lắng nghe thánh ý Chúa Cha, thực hiện thánh ý Chúa Cha. Tất cả chúng ta cũng thế. Chúng ta không thể nào đảo lộn vị trí. Tôi lên làm Chúa, còn Chúa phải thực hiện những điều tôi muốn. Nghe điều này quen quen chưa anh chị em? Có khi những người ngồi ở đây đã phạm vào một cái nào đó rồi chăng? Đôi khi mình muốn Thiên Chúa, điều khiển Thiên Chúa để thực hiện cái ước vọng của mình. Ước vọng của mình, không cần biết đúng sai.
Ngài hãy thể hiện quyền năng của Ngài đi. Nếu con muốn như thế thì có được không? Ngài thể hiện quyền năng đi. Giống hệt như việc con quỷ nó cám dỗ Chúa Giêsu, ông nhảy xuống đi vì có lời Chúa đã bảo rằng là khi vấp ngã thì có thiên sứ tay đỡ tay nâng. Chơi vố xem sao. Nhưng mà đó là cám vỗ gì? Muốn tìm kiếm những điều thần kỳ, nhưng mà thực ra ở bên sâu bên trong là gì? Chống lại thánh ý Thiên Chúa, hay nói một cách đơn giản, muốn làm Chúa. Trong khi Chúa Giêsu dạy chúng ta phải sống với tình con thảo hết sức để cậy trông nơi Chúa chứ và phó thác cuộc đời mình nơi Chúa. Đấy là tâm tình của một người con, chứ không phải là thay thế Thiên Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Không, Thiên Chúa mới là đấng làm chủ cuộc đời của ta, chứ không phải chính ta làm cuộc đời, chủ cuộc đời của mình. Lòng người tin phải xác tín điều này, nếu không chúng ta cũng lại lệch lạc, sai lầm. Cám dỗ của ma quỷ thật hiểm độc vì nó tiến từng bước từ hạ thấp phẩm giá con người khi khiến cho con người làm nô lệ cho dục vọng, tức là làm nô lệ cho tất cả những ước muốn, cho dù những ước muốn đấy có những cái hợp lý, nhưng vẫn là nô lệ cho những dục vọng. Rồi đến cướp mất tự do của con người khi xúi dục con người làm nô lệ cho ma quỷ, thờ lại nó đi là nô lệ cho nó rồi. Và sau cùng đi đến chỗ tận cùng là chối bỏ Thiên Chúa, không coi Thiên Chúa là cha. Cám dỗ càng hiểm độc vì ma quỷ khéo léo học những âm mưu thâm hiểm trong những lớp vỏ nhung lụa. Ông nhìn thấy tất cả sự vinh hoa thế gian không? Bao nhiêu nước không? Đẹp lắm, vinh hoa lắm, phú quý lắm. Tất cả những cơn cám dỗ đấy đều được bọc nhung hết. Bên ngoài toàn những vẻ đẹp hết. Giống như Chúa Giêsu nói với những người Pha-ri-sêu, với những người Pha-ri-sêu mồ mả tô vôi, bên ngoài thì đẹp lắm nhưng bên trong thì thối nát. Những cơn cám dỗ của ma quỷ luôn luôn như vậy, với vẻ ngoài rất đẹp, rất hấp dẫn, thậm chí rất hợp lý. Như nó cám dỗ Chúa Giêsu, việc gì phải chết? Đói thì ăn, đơn giản chưa? Có gì đâu. Việc gì phải chết, phải đau khổ? Ta ban cho ngươi toàn bộ quyền lực thế gian, chỉ cần phải quỳ lại ta, chấm hết. Có được không? Đơn giản quá, hợp lý, rất hợp lý. Nhưng chúng ta phải cẩn thận, tất cả những quyến rũ đó về nhu cầu quyền lực, uy tín, thú lợi danh đều bọc ở bên ngoài một vẻ rất đẹp. Nhưng bên trong là thối rữa, là việc chống lại Thiên Chúa. Chúng ta phải làm gì để chiến thắng cám dỗ? Lời Chúa Giêsu dạy rất rõ ràng, anh em phải tỉnh thức và cầu nguyện. Phải cầu nguyện, phải tỉnh thức và phải cầu nguyện. Tỉnh thức ở đây là tỉnh thức luôn luôn trước những cám dỗ rất ngọt ngào, rất đẹp, rất hợp lý mà ma quỷ tấn công chúng ta. Thỉnh thoảng con cũng trêu những người suốt ngày đổ tội cho ma quỷ, nhiều khi chính mình gây ra cám dỗ cho mình. Rồi bạn bè, anh em, gia đình gây ra cho mình ấy chứ. Đổ tội miết cho quỷ cũng tội nó. Nhiều khi nó mới cám dỗ đến cái thú thôi thì đã gã gục rồi, nó cần gì cám dỗ nữa. Không cần nữa, ngươi thuộc về ta rồi, khỏi cần mất công cám dỗ nữa chi. Ngươi thuộc về ta ngay từ cái cám dỗ đầu tiên rồi. Ngươi đã quy phục rồi. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện. Cầu nguyện. Thánh Phêrô dạy chúng ta như thế nào? Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ thù địch của anh em như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Sống tiết độ, tỉnh thức và phải đứng vững trong đức tin. Đừng để lòng mình lệch lạc, tìm kiếm mấy cái chuyện mà phép lạ khoái chí vậy đó. Còn lòng tin thì không chịu xây dựng. Mà xây dựng lòng tin là gì? Là học hỏi giáo lý, lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện, để làm cho đức tin của mình càng là một thành trì vững chắc. Thành trì vững chắc. Không có bước ra ngoài đời bao chuyện đảo điên ấy, là cái thành trì đức tin nó dễ sụp đổ lắm. Giống như trường hợp các anh chị em, các bạn trẻ từ quê ra thành phố đó, bứt ra khỏi cái đời sống đạo đức thường ngày,
đời sống đức tin ở trong làng quê không được bồi dưỡng một cách nghiêm túc, đầy đủ, bước ra khỏi làng quê thế là vấp ngã ngay. Dễ lắm anh chị em, dễ vô cùng. Nhất là bước vào những thành phố như Sài Gòn này, trăm trăm ngàn ngàn cám dỗ vây quanh chúng ta mỗi ngày. Thánh Phaolô dạy chúng ta điều gì? Để chúng ta có một sự an ủi, không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là đấng trung tín, người sẽ không để anh em trở thành quá sức. Nhưng khi để anh em chịu thử thách, người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng. Thánh Phaolô bảo rồi, tất cả những cơn cám dỗ đấy nói một cách nào đó vẫn vừa sức chúng ta, bởi vì Chúa thương chúng ta lắm. Chúa thương chúng ta. Và Chúa tìm cách, mọi cách để có thể nâng đỡ chúng ta trước những cơn cám dỗ thử thách trong đời sống hàng ngày. Như con nói lại, thực ra chủ đề chính của tất cả phụng vụ ngày hôm nay là gì? Ai lấy Thiên Chúa làm thuẫn đỡ khiên che thì sẽ được Thiên Chúa bảo vệ. Hay nói cách khác, đặt lòng cậy trông nơi Chúa một cách tuyệt đối thì chính người sẽ thương và nâng đỡ chúng ta trong mọi nẻo đường của cuộc hành trình nhân gian này, để chúng ta có thể chiến thắng những cám dỗ trong đời sống của chúng ta. Amen.